Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh tin tức Lê Cần News. Thu Quyên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi đến ngay sau đây. Tiệm tạp hóa tấp nập người ra kẻ vào, trộm bẻ khóa ngay trước sân mà không ai thấy. Theo những hình ảnh được camera an ninh của một tiệm tạp hóa ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ghi lại thời điểm bị mất trộm thì tiệm đang có nhiều khách đi ra, đi vào. Một vài người còn đang đứng xem đồ ở gần bãi giữ xe. Tuy nhiên, từ lúc hai đối tượng nam đi xe máy đến và một người ngồi sau nhảy xuống đi vào phá khóa một chiếc xe máy màu trắng rồi ngang nhiên nhảy lên phóng xe đi mất thì không một ai nhận ra. Thậm chí thời điểm ấy có một đến hai người đang đứng ngay cửa tiệm ra vào gần bên vị trí của tên trộm nhưng cũng không chú ý hành vi khả nghi của hắn ta. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội để lưu ý mọi người cẩn thận thì nhận được nhiều ý kiến như tiệm nhiều khách mà không có nổi một bảo vệ hay ai đứng trong xe, nhiều người ra vào nên không ai để ý, với cả không phải chủ xe thì đâu ai biết xe đó của ai, gắn camera cũng vô dụng, phải có còi, có gì báo động thì mới ngăn được tình huống khẩn cấp chứ. Khoảnh khắc rìa mưa ở cầu Ba Son gây sốt mạng xã hội. Đoạn clip ngắn được chia sẻ về rìa mưa xuất hiện ở chân cầu Ba Son, cách cầu nối thành phố Thủ Đức với quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, thấy mọi người nói là rất khó mới thấy được rìa của cơn mưa. Khi biết phía trước là mưa gió, nhưng người ta vẫn phải đi qua. Nội dung bài đăng viết, trong clip cơn mưa bao trùm hết cây cầu Ba Son, nhưng ngay dưới chân cầu chưa xuất hiện mưa, đường còn khô ráo. Nhiều người dừng lại mặc áo mưa và cũng có người không quên chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Đoạn clip được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là hiện tượng hiếm gặp. Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đây không phải là hiện tượng bất thường. Theo ông Quyết, mưa có rất nhiều trường hợp, hôm nào mưa diện rộng thì gần như toàn thành phố Hồ Chí Minh, chỗ nào cũng có mưa. Nhưng có khi mưa theo từng khu vực nhỏ, gọi là mưa cục bộ, có khi bên này không mưa, sang khu vực khác lại mưa. Đám mây đang cho mưa di chuyển tới đâu thì mưa xảy ra từ đó. Cũng có đoạn do nằm ở khu vực bị khuất gió vào thời điểm đó nên không mưa, mà mưa ngay khu vực bên hoặc khu vực gần sông hội tụ gió, ẩm đúng vào khu vực đó nên gây mưa. Ông Quyết lấy ví dụ, cũng theo ông, trong thuật ngữ chuyên môn không có từ nào là rìa mưa. Mưa ở vùng nhiệt đới, nhất là các đô thị, kiểu mưa do mây đối lưu thì thỉnh thoảng xuất hiện bên này đường, hoàn toàn không mưa. Bên kia đường mưa như trút nước, thậm chí mưa to rất to, đó gọi là mưa lớn cục bộ. Hiện tượng này cũng xảy ra hàng năm, không có gì bất thường, ông Quyết nhấn mạnh. Người trúng đấu giá biển số siêu đẹp 32 tỷ đồng bỏ cọc, biển số xử lý ra sao? Đã hết hạn nộp tiền mua đấu giá biển số siêu đẹp, nhưng người trúng đấu giá vẫn im lặng. Trường hợp người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thì kết quả trúng đấu giá bị hủy. Phiên đấu giá thứ nhất do Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam tổ chức ngày 15 tháng 9 đã đấu giá thành công 11 biển số siêu đẹp của 10 tỉnh, thành phố. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,34 tỷ đồng cho biển số 51K88888 thành phố Hồ Chí Minh. Giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng cho biển 15K18888 thành phố Hải Phòng. Tổng số tiền trúng đấu giá là 82,325 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Hải là người trúng đấu giá chiếc biển số siêu đẹp 51K88888 hơn 32 tỷ đồng và chiếc biển số 30K56789 hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, đã hết thời hạn 15 ngày, vẫn chưa có thông tin người trúng đấu giá nộp tiền. Theo quy định, trong trường hợp quá 15 ngày mà người trúng đấu giá không nộp hoặc chưa nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công an, thì kết quả trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sẽ bị hủy. Bên cạnh đó, biển số xe ô tô đã trúng đấu giá sẽ được đưa ra đấu giá lại. Theo quy chế đấu giá, số tiền đặt cọc 40 triệu mỗi biển số mà người trúng đấu giá đã nộp sẽ không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không hoàn tất thủ tục tài chính như đã nêu ở trên. Cứu 4 người khỏi đám cháy nhà dân ở Hải Phòng lúc nửa đêm. Sáng ngày 2 tháng 10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng vừa cứu an toàn 4 người trong vụ cháy tại số nhà 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 10, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 nhận tin báo cháy của trung tâm 114 và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về xảy ra cháy bếp nấu tại tầng 1, ngay trước cửa ra vào của nhà dân số 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền.
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 1 đã khẩn trương điều động một xe chữa cháy tới hiện trường. Khi đến nơi, người dân thông tin có người mắc kẹt trên tầng 2, lực lượng chức năng tổ chức triển khai trinh sát, đeo bình khí lên tầng 2. Lúc này cửa đang chốt trong, người bên trong nhà tâm lý hoảng loạn. Sau đó các cán bộ chiến sĩ động viên tinh thần và hướng dẫn đưa 4 người kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn, trong đó có 2 người lớn và 2 trẻ em. Đồng thời triển khai một lăng B sau khi cắt điện phun nước dập tắt đám cháy lúc 23 giờ 7 phút cùng ngày. Vụ cháy khiến một người bị bỏng nhẹ ở chân, 4 người được cứu kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn. Về tài sản cháy, hỏng nồi bếp điện và thiết bị điện automat, dây dẫn đang bén vào các chất dễ cháy như thùng xốp, xô nhựa, xe máy. Hiện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 1 đã bàn giao hiện trường cho Công an quận Ngô Quyền xác minh làm rõ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy. Nhà thờ đổ sập trong buổi lễ, chôn vùi nhiều người ở Mexico. Một phát ngôn viên của chính quyền bang Tamaulipas, Mexico, thông báo 7 người đã được xác nhận thiệt mạng và 10 người khác bị thương đã được cứu sau vụ tai nạn. Theo AFP, vụ việc xảy ra tại nhà thờ Santa Cruz ở thành phố Ciudad Madero, ven biển, ngay lúc nghi lễ diễn ra. Phần mái nhà thờ sập xuống khiến nhiều người vẫn còn mắc kẹt và nỗ lực cứu hộ đang được diễn ra. Thống đốc Americo Villarreal thông báo trên mạng xã hội rằng các lực lượng an ninh và dân phòng đang đối phó tình hình, phối hợp kế hoạch cứu hộ. Truyền thông địa phương loan tin ít nhất 20 người có khả năng còn bị kẹt dưới đống đổ nát. Theo AFP, hình ảnh do truyền hình Mexico phát sóng cho thấy hàng chục người cố gắng dùng các trụ chống đỡ một phần cấu trúc bị đổ sập, trong khi những người khác tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Trong hiện trường như thảm họa động đất, các nhân viên cứu hộ giơ nắm tay lên trời ra hiệu lệnh im lặng để nghe tiếng kêu cứu từ dưới lớp gạch đá. Một đoạn video được cho là quay từ camera an ninh gần đó cho thấy cảnh nhà thờ đổ sập và biến mất trong đám mây bụi. Giám mục địa phương đã gửi lời chia sẻ trong thời khắc rất khó khăn này và cho hay lực lượng chức năng đang làm mọi thứ cần thiết để cứu người còn dưới đống đổ nát. Cư dân địa phương đã phát đi những lời kêu gọi trên mạng xã hội đề nghị cung cấp công cụ cho công tác cứu hộ. Phóng chiến mã bất chấp mưa gió, cậu bé khóc nức nở khi thân nhân được giải cứu. Do trời mưa to khiến cầu trơn trượt nên một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra, khiến xe màu hường lao thẳng xuống mương. Hai thanh niên tốt bụng khi chứng kiến vụ việc đã không ngần ngại ra tay cứu hộ, trục vớt phương tiện, và kết quả sau đó lại khá thương tâm. Không biết ẻm trả số hay lên ga kiểu gì mà để chiến mã màu hường cá tánh của mình lọt luôn xuống mương. Nhìn hiện trạng chiếc xe sau khi trục vớt bị đứt luôn thắng xe, chắc ai cũng biết nguyên nhân tai nạn này. Có thể do trời mưa khó đi, lại không có lan can để chắn, cộng thêm quả bắt trớn chớp nhoáng nên hai em không kịp dừng lại. Sau khi nhìn thấy chiến tích mình đánh rơi đã về bờ, hai tay lấy lụa liền ra nhận diện mừng đến rơi nước mắt. Không chỉ thanh niên giải cứu mà cộng đồng mạng cũng cười mất nhân tính khi chứng kiến vụ tai nạn mà bình luận: rớt thắng luôn là biết chạy cỡ nào rồi, chạy sao quăng xe xuống mương luôn vậy. Racing Boy có khác, cũng may là chỉ lọt xe xuống sông chứ người không lọt xuống. Chiếc xe trong tình trạng bị đuối nước, bị gãy hai khung xương và bị đứt một dây gân chân, bị thương nặng, hiện đang điều trị. Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng của bệnh nhân xe đạp hai bánh. Công an vào cuộc giữa đêm vụ thầy giáo chỉ tay thóa mạ học trò. Từ tối ngày 1 tháng 10, đoạn clip dài 21 giây được chia sẻ khắp mạng xã hội có nội dung ghi lại cảnh thầy giáo mắng chửi học trò thô bạo trong giờ học. Trong clip, nam giáo viên mặc áo sơ mi xanh đứng trên bục giảng, chỉ tay vào mặt nam học sinh mặc đồng phục trắng. Giáo viên này dùng những từ ngữ như tao, bố mày để xưng hô với học trò, thậm chí còn có hành động nắm cổ học trò đẩy nhẹ. Ông Phùng Đức Ánh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Thạch Thất, Hà Nội, xác nhận đoạn clip nói trên được ghi lại tại trường. Cụ thể, sự việc xảy ra tại lớp 10A9 vào giờ học tiếng Anh, tiết 3 ngày 29 tháng 9. Thầy giáo tiếng Anh đã có hành xử không đúng với học sinh, có lời nói thô bạo, xúc phạm học trò, ông Phùng Đức Ánh cho hay. Theo chia sẻ của thầy hiệu trưởng, khi chứng kiến bị thầy giáo mắng, một bạn học sinh trong lớp đã dùng điện thoại quay lại cảnh này và đăng tải lên nhóm lớp. Trong ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, nhà trường đã mời giáo viên trong clip, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng bộ môn và học sinh tới để giải quyết sự việc. Theo quyết định xử lý của nhà trường ngày 30 tháng 9, giáo viên này tạm thời không được đứng lớp để làm bản tường trình về sự việc.
Đồng thời, tổ trưởng tổ bộ môn phải bố trí giáo viên khác thay thế kể từ ngày 2 tháng 10. Em học sinh đăng tải đoạn clip được vận động gỡ bỏ clip. Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm động viên, an ủi tinh thần cho học sinh, làm sao để em ổn định và yên tâm học tập. Ông Phùng Huy Ánh cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác với thầy giáo, chờ kết quả điều tra sẽ có quyết định chính thức của công an sau. Ông Phùng Đức Ánh tường thuật. Cô gái bị sát hại ở Thủ Đức, nghi phạm đâm nạn nhân hơn 90 nhát. Liên quan đến vụ án cô gái bán rau Huỳnh Thị Tú Trinh, 26 tuổi, quê Long An, ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, bị người phụ nữ tên Dung, ngụ quận 12, sát hại bằng hàng chục nhát dao. Trưa ngày 30 tháng 9 tại cơ quan công an, Dung được cơ quan pháp y thông báo đã đâm nạn nhân hơn 90 nhát. Trước đó như đã thông tin, gần 11 giờ ngày 30 tháng 9, chị Trinh làm nghề bán rau chạy xe máy chở Nguyễn Thị Ngọc Dung đến bãi xe container sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Tại đây, Dung dùng vật nhọn là dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và đầu chị Trinh. Dung lấy điện thoại iPhone 14 Pro Max, một bông tai bằng kim loại màu vàng và khoảng 15 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân rồi lên xe máy bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều thì tử vong. Sau 2 giờ, công an phường Tam Bình đã phối hợp với các trinh sát bắt giữ Dung khi người này đang trốn tại phường Hiệp Bình Phước. Tại cơ quan công an, Dung khai trên đường trở về nhà trong bộ đồ đen cùng tang vật. Chồng của Dung hỏi con dao gì nhọn vậy, Dung trả lời không rõ người ta sống chết thế nào. Sau khi bị bắt giữ, cơ quan pháp y thông báo nạn nhân bị đâm hơn 90 nhát. Khi đưa hình người xấu số, nghi phạm không dám xem. Thêm nhiều cống mặn ngăn dòng sông Tiền, dân trồng sầu riêng phấn khởi. Ngày 2 tháng 10, đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cống ông Nguyễn Tấn Thành, cống ngăn mặn lớn thứ hai vùng đồng bằng sông Cửu Long, chỉ đứng sau cống Cái Lớn, Cái Bé, tỉnh Tiền Giang, đã hoàn thành được khoảng 45% khối lượng công việc và có thể tạm thời ngăn mặn, trữ ngọt nếu độ mặn trên sông Tiền tăng cao trong mùa khô 2023-2024. Ông Nguyễn Đàm Thành Tuyến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, đến thời điểm này, ngày 6 tháng 6, cống ngăn mặn thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng, hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh, rạch, ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 giai đoạn 1 đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ vận hành toàn bộ hệ thống cống này trong tháng 10 năm 2023. Để chuẩn bị phục vụ mùa khô 2023-2024, ông Tuyến nói, tỉnh Tiền Giang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng xâm nhập mặn. Chỉ tính riêng thiệt hại trong mùa khô này, tỉnh Tiền Giang đã bị thiệt hại 5.343 hectare vườn trồng cây ăn quả, chủ yếu tại vùng kiểm soát lũ phía Tây tỉnh, trong đó gần 4.500 hectare vườn sầu riêng chuyên canh bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại 30-70% mỗi vườn. Đặc biệt, có đến gần 3.600 hectare bị thiệt hại ở mức độ rất cao, trên 70%, vậy nên việc có thêm nhiều cống ngăn mặn khiến người dân có thêm phấn khởi. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không bỏ rơi Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 10 khẳng định dòng viện trợ của Washington cho Kiev vẫn sẽ được duy trì, tìm cách trấn an đồng minh về sự ủng hộ của cuộc chiến đang tiếp diễn. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn, Tổng thống Biden cho biết vào ngày 1 tháng 10. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ mới thông qua biện pháp nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến giữa tháng 11. Chúng ta không còn nhiều thời gian, ông Biden kêu gọi Quốc hội đàm phán một gói viện trợ càng sớm càng tốt. Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, ông Biden nhấn mạnh, đại đa số cả hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, Thượng viện và Hạ viện đều ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine. Dừng chơi đùa đi, hãy hoàn thành việc này đi. Ông Biden thúc giục, nói thêm rằng ông kỳ vọng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ sớm đảm bảo thông qua một dự luật riêng về tài trợ cho Ukraine. Tôi muốn đảm bảo với các đồng minh Mỹ của chúng tôi, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ đi, Tổng thống Mỹ khẳng định. Bất chấp những nỗ lực của ông Biden nhằm trấn an Kiev, vẫn chưa có gì đảm bảo cho tương lai viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Mỹ là nước viện trợ chính cho Ukraine sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự năm ngoái. Và ông Biden đã tìm cách thuyết phục cả nước Mỹ và quốc tế ủng hộ Kiev. Tháng trước, ông Biden đã đảm bảo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với các nỗ lực phản công của Kiev. Đến nay, Mỹ đã phê duyệt 4 đợt viện trợ cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 113 tỷ đô la Mỹ.
vào tháng 8, Biden đã kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm 24 tỷ đô la Mỹ. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại!